đau khớp vai là triệu chứng rất dễ gặp nó gây ra những cơn đau nhức ngay cả khi không vận động đau khớp vai khiến người bệnh khó chịu và làm suy giảm chức năng vận động của bệnh nhân việc sử dụng thuốc tây để trị đau khớp vai có thể tiềm ẩn nhiều tác dụng phụ vì thế có một giải pháp vừa an toàn vừa hiệu quả trong việc giảm đau khớp vai là sử dụng các dược liệu tự nhiên Đối với những người bị đau khớp vai trong nhiều năm thì Ultra Flex là một lựa chọn hiệu quả. Tại sao lại như vậy? Hãy cùng tôi tìm hiểu nhé. Đầu tiên, hãy hiểu rõ hơn về chứng đau khớp vai của bạn. Đau khớp vai có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra. Sau đây là một số nguyên nhân phổ biến nhất. Đau khớp vai do bị thoái hóa khớp vai. Đau khớp vai do viêm bao khớp bao khớp dày lên và giãn ra, làm giảm sản xuất dịch khớp gây khó khăn trong vận động và bị cứng khớp tình trạng này cũng có thể do quá trình không thường xuyên vận động khớp kéo dài đau khớp vai do viêm bao hoạt dịch các bao hoạt dịch nhỏ chứa dịch khớp giúp giảm ma sát giữa các cấu trúc như xương cơ và gân vị trí của chúng là nằm giữa mỏm cùng của vai và gân chóp xoay đau khớp vai do viêm gân thoái hóa gân đứt gân chân gân quay và gân cơ nhị đầu đau khớp vai do bị chấn thương hoặc bong gân đau khớp vai do các vấn đề về dây thần kinh liên quan đến cổ và ngực trên có thể gây đau vai Cơn đau thường kéo dài từ phần trên của cổ và ra sau khớp vai hoặc phần trên bên ngoài của cánh tay. Tổn thương dây thần kinh mao mạch cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng đau khớp vai. Một số rối loạn cơ quan khác, chẳng hạn như sỏi mật, đau tim, đau thắt ngực, viêm phổi và khối u phổi, có thể gây ra đau vai. Tuy nhiên, làm sao để nhận biết chính xác bạn có bị đau khớp vai hay không, các triệu chứng lâm sàng có thể khác nhau tùy thuộc vào nguyên nhân gây bệnh. Bệnh nhân có thể bắt gặp các triệu chứng sau. Đau nhức sâu bên trong khớp vai, sau hoặc trước vai và lan xuống cánh tay trên. Cử động bị hạn chế và đau nhức khi cử động vai. Yếu vai hoặc cánh tay trên. Tùy thuộc vào tình trạng bệnh, có thể cảm thấy khớp như trượt qua lại trong ổ hoặc có thể bị chật hoàn toàn. Ngoài ra, một số người có thể cảm thấy ngứa ran như bị kim châm và đau rát. Triệu chứng này có khả năng do các dây thần kinh hơn là vấn đề liên quan đến khớp vai. Khi biết mình bị đau khớp vai, bạn có thể tham khảo dòng sản phẩm Ultraflex. Vì sao tôi lại khuyên như vậy? Thông thường khi bị đau khớp vai, chúng ta thường tìm cách chữa trị tại nhà. Nhưng đa số những cách đó chỉ giảm đau tạm thời mà không giải quyết được vấn đề gốc rễ của bệnh. Và nhờ vào khoa học hiện đại, những sản phẩm thuốc trị đau khớp vai ra đời. Tuy nhiên không phải sản phẩm nào cũng tốt cùng hiệu quả. Và dưới đây là lý do vì sao các chuyên gia lại khuyên người bệnh dùng Ultraflex. U-Cha Flex chứa chất chống viêm giảm đau. Sản phẩm có chứa chất giảm đau chống viêm khớp rất mạnh như Hỗn hợp cao U Flex. Đây là hỗn hợp chứa nhiều loại thảo dược thiên nhiên có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh khớp. Trong đó có những vấn đề liên quan đến khớp vai. Chúng được nghiên cứu và trộn theo tỷ lệ tối ưu. Công dụng chính của nó là giảm đau và viêm thông qua các cơ chế tự nhiên không có trong hầu hết trong tân dược. Bromelain. Đây là loại enzyme chống viêm cực mạnh có trong dứa nó giúp giảm sưng hỗ trợ tiêu hóa và giảm đau nhẹ liên quan đến viêm xương khớp ucha flex chứa chất tái tạo hoạt dịch muốn xương khớp hoạt động một cách trơn tru thì cần có các hoạt dịch cho khớp cơ thể phải được cung cấp đầy đủ các chất giúp tăng khả năng tái tạo dịch khớp vì thế trong ucha flex có chứa chojun tin đóng một vai trò quan trọng trong việc tái tạo mô sụn và xương nó tham gia vào việc xây dựng màng tế bào cũng được tìm thấy trong các sợi đàn hồi của các mạch máu lớn và chiếm hầu hết các chất cơ bản của mô sụn và xương. Cho tin sunfet không chỉ cung cấp sức mạnh cho sụn mà còn cung cấp độ đàn hồi. Chondroitin sulfate thường được dùng cho các trường hợp thoái hóa và tổn thương khớp vì nó kích thích tổng hợp proteoglycan và ức chế enzyme gây thoái hóa sụn. MSM đã được chứng minh là có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa. MSM giúp giảm đáng kể sự thoái hóa bề mặt sụn bằng cách hỗ trợ bảo vệ sụn và bình thường hóa các thay đổi thiếu oxy trong quá trình trao đổi chất của cơ thể. Collagen loại 2, một chất thiết yếu giúp nuôi dưỡng và duy trì sức mạnh và tính linh hoạt của sụn khớp. Đồng thời, collagen loại 2 tạo thành lớp sụn bền vững bảo vệ các đầu khớp. Từ đó, xương vận động trơn chu, linh hoạt. Collagen loại 2 cũng được cho là chất trung gian giúp kích thích cơ thể sản xuất chất chống viêm và giảm đau để ngăn ngừa viêm xương khớp. Tiếp theo là glucosamine. Có khả năng thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của sụn khớp và phục hồi nhanh chóng các khớp bị tổn thương. Thành phần này cũng đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc giảm sưng và đau do viêm khớp. Một triệu chứng phổ biến của bệnh viêm khớp dạng thấp. Và cuối cùng là hỗn hợp axit amin. Vì sao nói Ultra Flex là sản phẩm hỗ trợ giảm đau khớp vai top 1 trên thị trường? Vì ngoài các chất hỗ trợ và chăm sóc sụn khớp kể trên, nó còn chứa hỗn hợp 18 loại axit amin cần thiết cho sụn khớp. Sự kết hợp này góp phần vào việc tái tạo chất lỏng hoạt dịch. Công dụng của sản phẩm hỗ trợ điều trị đau khớp vai Ultraflex. Ultraflex có 3 công dụng chính. Hỗ trợ phòng ngừa và điều trị một số bệnh về khớp. Ví dụ, viêm xương khớp, đau viêm khớp, cứng khớp, đau khớp vai, xương khớp. Giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh thoái hóa đốt sống cổ, thắt lưng, vai, hông, khớp gối, cổ tay, cổ chân. Giúp phục hồi, bảo vệ, tái tạo sụn ở các khớp bị già hóa. Nó cũng giúp bôi trơn và thư giãn các khớp tăng độ dẻo dai và linh hoạt của khớp. Điều này giúp tăng khả năng vận động của khớp và hạn chế tình trạng thoái hóa khớp. Đối tượng nên dùng sản phẩm giảm đau khớp vai Ultraflex. Người bị thoái hóa khớp. Thoái hóa đốt sống cổ, cột sống thắt lưng, đau khớp vai, khớp háng, khớp gối, cổ tay, cổ chân. Người bị viêm khớp cấp và mãn tính, đau khớp, vận động khớp bị hạn chế. Người làm công việc nặng nhọc, người chơi thể thao, dẫn đến thường xuyên bị đau tại các khớp. Cách dùng Ultraflex. Để có kết quả tốt nhất Vui lòng đọc kỹ các bước trước khi sử dụng. Mỗi lần uống 2 viên. Uống 1 đến 2 lần một ngày. Uống sau bữa ăn 30 phút. Nên sử dụng đều đặn từ 1 đến 2 tháng cho một liệu trình. Và nên sử dụng lại từ 1 đến 2 lần một năm. Bên cạnh việc uống Ultra Flex, chúng ta cần tạo cho mình thói quen sinh hoạt tốt để củng cố sức khỏe xương khớp. Hãy tham khảo một số biện pháp sau. Tập thể dục thường xuyên. Thanh niên cần tập bơi, đi bộ, đạp xe và các môn thể thao khác tránh vận động đột ngột quá mức. Và những người lớn tuổi cần đi bộ thư giãn và tập một số động tác thể dục nhẹ nhàng. Cân đối giữa các thực phẩm. Dầu canxi và khoáng chất tránh ăn nhiều dầu mỡ và tránh uống rượu bia. Các chất kích thích thần kinh gây co cứng cơ. Quản lý cân nặng của bản thân để tránh thừa cân béo phì. Dân văn phòng chỉ nên ngồi một đến 2 tiếng. Sau đó, nghỉ ngơi và giãn cơ sau mỗi 20 phút để tránh mỏi cơ, khớp xoa bóp khớp gối thường xuyên, sáng và chiều. Massage giúp thư giãn các cơ và cải thiện lưu thông máu. Cần tích cực tham gia khám sức khỏe định kỳ để tìm hiểu các bệnh lý về xương khớp. Đau khớp vai là tình trạng khá phổ biến, đặc biệt là đối tượng thường xuyên lao động nặng. Nếu không tích cực điều trị, các biến chứng của quá trình viêm khớp có thể gây ra các tác hại nặng nề, làm ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày của người bệnh do vậy tin tưởng và sử dụng Ultraflex ngay từ sớm là giải pháp hiệu quả để đánh bay nỗi lo đau khớp vai. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video của thầy thuốc Lê Minh Tuấn. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video khác bằng cách bấm vào bên trái hoặc bên phải màn hình. Khi cần được tư vấn, hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số hotline xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo